Và thưa quý vị, và đây là một bí mật thật tuyệt vời, một thông điệp. Ngay giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các thành viên của Ủy ban BSC Việt Nam sẽ cùng tiến về sân khấu để chúng ta cùng đến với một thông điệp sau cùng cho tất cả thành viên của gia đình BSC Việt Nam trong đêm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và quý vị, chúng ta hãy cùng hướng về trên sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với các thông điệp. Với một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các thành viên của Ủy ban BFC Việt Nam chúng ta cùng tiến về sân khấu. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu để chúng ta cùng đến với những thông điệp trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời tất cả các thành viên của BFC chúng ta sẽ đứng sát màn LED và đặt tay. Khi năm nay hơn 3 tiếng, chúng ta sẽ đặt tay vào trong các biểu tượng trong màn LED để chúng ta sẽ tạo năng lượng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời các thành viên chúng ta vào vị trí ạ. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn lên sân khấu cho giây phút quan trọng này. Hai tay luôn anh. Cả nhà sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng ô to 3 tiếng nha, cùng ra hiệu lệnh để chúng ta cùng đến với thông điệp cho buổi tối ngày hôm nay. 1 2 Và năng lượng kết hợp. Và xin mời các thành viên của Ủy ban BFC Việt Nam mình sẽ bước xuống và cùng đến với những thông điệp trong buổi tối ngày hôm nay. Disney Fans Club. Và với thông điệp 16.8 của chúng ta, và chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn luôn thành công.